HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo công bố của Ban tổ chức Giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2021, 19 gương mặt được đưa vào danh sách để các chuyên gia bóng đá, nhà báo và giới chuyên môn bình chọn. Trong đó đáng chú ý có 5 cầu thủ đang thuộc biên chế của Viettel FC là Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Trọng Hoàng. Đây đều là những gương mặt thi đấu rất nổi bật trong màu áo câu lạc bộ Viettel tại giải quốc nội và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022. Ngoài Nguyễn Trọng Hoàng bị chấn thương đang phải điều trị ở Việt Nam thì 4 cầu thủ Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Trần Nguyên Mạnh đều đang tham dự AFF Cup và đều để lại những dấu ấn nhất định. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã quyết định triệu tập tiền vệ cánh tài năng Trương Tiến Anh dự vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia năm 2021 sắp tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Thời gian qua, sở dĩ Tiến Anh không được U21 Viettel đăng ký ở vòng loại là bởi cầu thủ này mới trải qua ca mổ rút đinh ở tay. Huấn luyện viên Bảo Khanh muốn anh có thêm thời gian phục hồi tốt nhất. Hiện tại, Tiến Anh đã bình phục được tới 90% và đang duy trì tập luyện với đội 1. Tiến Anh sinh năm 1999 là cầu thủ có tốc độ, thể lực cực tốt, sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng, tăng cường chiều sâu đội hình trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của U21 Viettel. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.